Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã đến với video hàng ngày của mình. Giờ mình là Mr. Ken số 79. Hôm nay mình muốn review sơ sơ về cái con Vespa. Con này thì mình mới lấy ở trên Tân Phú hồi hôm 2 tuần trước á. Mấy anh em cũng coi cái video đó, mấy anh em cũng biết rồi ha. Cái con này hiện trạng là sơn lại màu đỏ cam. Có nghĩa là màu đỏ nó hơi ẩn cam chứ không phải là màu cam nha anh em. Cái con này nếu mà có nắng vô thì thấy nó hơi rực rực cam, chứ còn thực tế nó vẫn là màu đỏ. Con này hiện trạng là mới đi được khoảng tầm 2.000 cây. Con này là mới mua trong hãng ra đi được 2.982 cây. Đem qua mình sơn lại màu đỏ cam lên Sporty. Thì cái con này mình đã sơn mình lên cái mẫu của 2020, đó là cái gì? Đó là cái đường chỉ nè, cái đường chỉ đen với lại trắng này, cái này là sơn luôn nha anh em chứ không phải là dán đề can ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó bên cạnh đó nó có một cái viền mâm nữa, cái viền mâm có một cái logo sọc trắng với lại cái chữ S ký hiệu của Vespa Print á ha. Thì mình sơn full combo giống như hình. Thì hiện trạng nếu mà sơn một màu á thì mình sẽ lấy khoảng tầm 4 triệu rưỡi là full xe. Như cái này là có sơn một cái số tem zin, giống như là hai cái chỉ là một nè, rồi một cái chỉ trắng ở trên đây là hai, với lại thêm cái chỉ ở mâm nữa. Thì mình lấy giá dao động nó khoảng tầm từ 600 tới 700 ha, 600 tới 700 tùy theo hiện trạng. Với lại mình có làm một cái điểm nhấn ngay chỗ cái lốc nồi, là cái chụp chữ Vespa mình sơn màu đỏ cho là một cái điểm nhấn. Hai cặp mâm. Xe này hiện tại là nó rất là keng, cộng thêm đó bên cạnh đó mình đã nhúng carbon hai cái công tắc carbon hơi tối tí xíu nhìn cho nó đỡ bị lúa, em thấy không? Đây cho nó hơi tối lại tí xíu nhìn cho nó rất ok. Xe này nói chung là nó đang còn rất là mướt nên là đúng là tối nay mình định đi giao xe khách ở dưới Tân Phú luôn, mà bây giờ là 9 giờ rồi, giao không kịp nữa. Chắc là định ngày mai 4 giờ sáng, 4 giờ sáng mình sẽ giao lên Tân Phú cho khách ha. Rồi. Ok. Chi phí mà để hoàn thiện một con giống như hình thì nó đâu đó nó cũng khoảng tầm đi lên Tân Phú cách đây khoảng tầm 130 cây. Thì mình thu phí lên lấy xe hoành về mình làm thì nó khoảng tầm đâu đó khoảng 1,5 triệu là tiền đi lại, là cái thứ nhất. Sơn tem với lại nói chung là sơn tem zin y chang giống như hình thì khoảng 5,5 triệu đi, 5,5 triệu với lại 1,5 triệu là chạy ra hết 7 triệu rồi ha, 7 triệu cho một cái combo xịn sò giống vậy. Thì tất cả cái chi phí bên mình là sẽ bảo hành cho anh em 3 năm, bong chóc hay xuống màu mình sẽ làm lại hết, mấy anh em sẽ không tốn một cái phí nào hết ha. Rồi, mấy anh em nào mà có nhu cầu độ xe hay dọn xe cứ liên hệ trực tiếp Facebook của mình là Nguyễn Hùng á, hoặc là số điện thoại 0939 15512 và 0903 678 978 gặp Mr. Ken nha. Nè, cái đầu xe anh em thôi. Mình đã sơn lại bốn cái đèn xi nhan là màu khói đen. Nhìn cái xe cho nó cứng khừ bờ lừ luôn. Đúng không? Ok không? Quá nét cho bộ cuộc tình. Rồi, cảm ơn em đã click vô coi hết cái video của mình nha. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ kênh của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt.